Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Ánh Sao Vlog. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về du lịch đảo Bình Ba. Đảo Bình Ba nằm cách thành phố Cam Ranh khoảng 2 tiếng đi đường tàu, là một hòn đảo che chắn gió, giữ sự bình yên cho vịnh Cam Ranh. Nó thu hút du khách không chỉ vẻ đẹp hoang sơ ở các bãi biển, các hòn đảo nhỏ chung quanh, mà còn là vẻ đẹp của sự thân thiện, hài hòa của những người dân sống nơi đây. Các món ăn đặc sản đặc biệt là tôm hùm. Bình Ba là một hòn đảo nhỏ, diện tích trên 3 km vuông, thuộc xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Đảo nằm trong vịnh Cam Ranh, cách thành phố Nha Trang khoảng 60 km về phía nam, cách cảng Ba Ngòi 15 km về phía đông. Đảo Bình Ba là một trong tứ bình, gồm có đảo Bình Hưng, bãi biển Bình Lập, Bình Tiên và đảo Bình Ba. Khu du lịch biển còn mang vẻ đẹp hoang sơ. Ngư dân địa phương cho rằng Bình là tên gọi, có thể là bình yên, có thể là bình định, là một cách để người dân ghi nhớ tổ tiên từ Bình Định đến đây lập nghiệp giai đoạn cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Trên đảo có 4 thôn là thôn Bình Hưng, Bình An, Bình Ba Đông và Bình Ba Tây. Dân số khoảng 5.000 người, cư dân sống tập trung tại cầu cảng, kéo dài sang bãi nồm, những nơi còn lại là thư dân. Đảo Bình Ba có phong cảnh đẹp và các bãi cát trắng trải dài. Đảo có 3 bãi biển đẹp nhất là bãi Chứa, Diều Đá, Nước Trong, bãi Nồm, cát trắng, nơi dân địa phương hay ra tắm, và bãi Nhà Cũ. Tại đây còn rất nhiều di tích chiến tranh có từ trước năm 1975. Một số địa điểm thu hút khách du lịch đó là Lăng Ngũ Hành và Đình Làng Bình Ba. Và bây giờ mình mời các bạn theo chân mình ra đảo Bình Ba nhé. Thank you.
người. Hôm nay mình đang ở đảo Bình Ba thuộc Nha Trang nha mọi người. Ở đây là đảo Bình Ba, mình đang đứng ở trên khách sạn nhìn xuống ngoài kia là biển mọi người ơi. Mới đi tắm về là ướt nhẹp. Ở ngoài kia vừa là biển vừa là núi nữa. Mọi người thấy không? Đó, đảo Bình Ba.